Hồi trước Tết thì tôi có đăng một cái bài post vào cái tab cộng đồng của kênh tôi, xong tôi bảo là các ông cứ đặt câu hỏi xong rồi tôi sẽ trả lời ở từng cái comment của cái post đó. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà kiểu như nó bị lỗi á, tôi trả lời thì chỉ có một vài cái đầu tiên là nó hiện lên, còn lại thì nó chỉ hiện ở trên PC thôi. Trên điện thoại thì nó hoàn toàn không hiện luôn. Cho nên là tôi nói thật tôi khá là chán, thành ra tôi cũng bỏ dùng cái tab cộng đồng đó mấy ngày nay luôn. Nhưng mà nói chung là vì tôi có lỡ hứa rồi, cho nên là tôi vẫn sẽ làm cái video này. Tôi sẽ chọn lọc ra một vài câu hỏi mà tôi chưa trả lời để gọi là trò chuyện với nhau đầu năm cho vui một tí thôi. Cái video này sẽ là tôi đọc xong rồi trả lời các câu hỏi của các ông. Còn trong background sẽ là cái quá trình mà tôi làm cái con hàng đầu tiên của tôi trong năm nay, đó là con Dimesaurus, một con roi trong series Zoid Wild mà tôi mua ở My Kingdom. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn. Câu hỏi đầu tiên, tôi có định full planet của Core Gundam không? Tôi không nghĩ là nó dừng lại ở con số đó đâu. Rồi, về cái con Core Gundam á, thì nói chung là từ cái bài review của con Earth-3 tôi đã hứa là tôi sẽ làm full cái planet của con Core. Thì nói chung là đến hiện tại tôi vẫn đang giữ được cái lời hứa đó, là những con mà được Bandai bán thì tôi đã sở hữu hết rồi. Chỉ trừ một con duy nhất là con Core được phát ra lúc mà chơi campaign của Bandai á, con Core giáp vàng á, thì tôi chưa sở hữu thôi. Và lúc mà tôi đang làm cái video này thì Bandai họ đã tung ra info của con Core V2 và con Uranus 7 luôn rồi. Cho nên là tôi nghĩ là tôi sẽ sưu tập cho đủ cái Planet System. Còn những cái mà variant của nó như là con Enemy Gundam hoặc là những cái phiên bản limited các kiểu đại yếu thì tôi sẽ cố gắng thôi, chứ tôi cũng không chắc chắn là tôi sẽ full nó. Nhưng mà ít ra là Planet System thì tôi sẽ hứa là tôi full. Câu hỏi thứ hai là tôi có định làm một cái vlog về đời sống của tôi không? Câu trả lời ngắn gọn là không, vì cơ bản là nó khá là chán. Ông nào mà muốn xem những cái video theo kiểu đời sống á, thì các ông có thể xem qua cái channel Gameplay Debut VN của thằng bạn Weibo tôi mới vừa làm. Tôi thấy mấy cái video của nó khá là hợp với lại hai chữ đời sống. Còn thật sự là tôi cũng chẳng biết diễn tả nó như thế nào. Nói chung là xem qua cho vui. Còn cái câu hỏi của các ông Thanos này thì khi mà tôi đọc qua thì tôi thấy có một cái chi tiết hơi sai. Đó chính là ông nói là con Stain là up lên từ con Sinanju. Nhưng mà thực chất ra thì hồi đó nếu như tôi nhớ đúng thì Sinanju là con được Zeon loot lại từ cái công nghệ của bên Liên Quân. Cho nên là cơ bản là ngay từ ban đầu câu hỏi này nó đã sai rồi. Con Gundam mà tôi thích nhất thì hiện tại vẫn là Build Strike. Gần đây thì có cái thêm con Phoenix với lại con Core Gundam. Về vấn đề bạn gái thì hiện tại tôi vẫn đang yêu cái nồi cơm điện ở nhà. Và dĩ nhiên là ai cũng thích chơi Bandai hơn là Bootleg rồi. Về cái vấn đề học sơn thì nói thẳng ra là ngày xưa tôi cũng vọc vạch ATM cái kiểu này điếu thôi. Nhưng mà sau này có điều kiện tiếp xúc với lại AB thì sơn từ từ nó cũng giỏi lên thôi. Cái ai ban đầu nó cũng tệ xong rồi phải học hỏi dần dần nó mới tốt lên được chứ. Giveaway thì tôi định là cỡ 5k sub rồi tôi give luôn một lần, cho nó gọi là có giá trị một tí. Chứ lẻ thì tôi cũng nhát giveaway lắm. Series tôi thích nhất thì chắc là Beefeater với lại Beefeater Try. Nghe thì có vẻ khá là vô lý nhưng mà nói chung thì hồi đó tôi khá là khó chịu với lại cái nội dung phim của cái mạch phim Gundam chính. Tại vì nó có cái yếu tố chính trị ở trong đó nữa. Tôi xem thì nó cũng khá là đau đầu, cho nên là cái Beefeater với Beefeater Try nó giúp tôi gọi là tiếp cận với Gundam dễ hơn. Tại vì cái mạch phim chính của Gundam như là OC với lại O với lại Shiki các kiểu. Mà OC thì nói chung là qua từng thời kỳ nó càng ngày càng tốt lên thôi. Chỉ có riêng mấy con từ AD như là O hay là Shiki thì mới bắt đã thì mới cần để ý tới cái vấn đề này. Mấy con Shiki thì nên tìm mấy phiên bản 2.0. Còn mấy con Double thì nói chung là cỡ một năm nó ra một con mới, cho nên là mấy con gần đây con nào cũng tốt cả. Năm nay con Kyrios khá là đáng mong đợi. Con Barbatos thì tôi cũng có cầm qua rồi và tôi thấy nó khá là ổn, ít ra là ổn hơn so với lại phiên bản 1/100 mechanic của nó. Bọn MG mà khiến tôi có hứng thú nhất hiện tại thì chắc là vẫn là đám lính của Zeon thôi. Ngoài con B-Strike ra thì tôi chỉ mới có mua thêm được có con MG gốc, con đó chơi vui vãi ra. Figure anime các kiểu thì nói chung là tôi khá là hạn chế tại vì đa phần là tôi sẽ để nó ở trong box. Như gần đây con Revoltech Eva thì tôi nói chung là tôi cũng để nó lại vào trong box rồi. Khi nào làm thì tôi sẽ xách nó xuống lại thôi, chứ nó cũng tôi cũng chẳng muốn lấy ra chơi tí nào cả. Màu silver với màu gold thì có gì đâu mà không sơn được nhỉ? Chừng nào mà ông hỏi màu chrome thì lúc đó tôi còn phải tìm tài liệu để chỉ cho ông, chứ còn silver với gold thì cứ lót màu đen xong rồi sơn lên thôi, có vấn đề gì đó. Con gameplay đầu tiên của tôi là con Build Strike Full Package Hacker.
Ông có thể nhìn thấy nó ở trong cái bài review của con HG Star Build Strike. Tôi vẫn còn giữ nó ở đây. Các bài review của con Moon Gundam, con Destiny Gundam và hình như con nào đó nữa. Nói chung là mấy con đó nó bị gỡ xuống rồi. Tại vì trong những cái bài review đó tôi xài nhạc có dính bản quyền, cho nên là nó bị buộc phải gỡ xuống. Lúc nào rảnh tôi sẽ up nó lại sau. Muốn phun bình mà phun đẹp như AB thì nói chung cũng dễ. Việc ông cần làm đó chính là giữ gìn cái trinh đích của ông cho tới tuổi thứ 30. Xong rồi lúc đó ông liên hệ với lại tôi để tôi chỉ cho ông cái Black Magic để ông cast phép lên con Gunpla để cho nó đẹp như là phun AB. Rất là easy. Cách nhanh nhất là ông cứ gõ lên YouTube cho nhanh. Tại vì cơ bản là tôi đâu có chơi hết được Gunpla của 2019 đâu. Những cái con mà tôi có thể gợi ý nhanh trong cái trải nghiệm của tôi thì có MG Dynamax, MG Barbatos, RG Nu, RG Crossbone. HG thì cứ đợi 2020 luôn đi, tại vì cái danh sách mà Bandai vừa mới tung ra phải nói là khá hứa hẹn cho cái series HG của năm nay. RG Mark 2 thì nói chung là không ổn lắm, nó khá là dễ rụng phá. RG Strike Freedom thì nó bị nặng cái lưng, còn lại thì cũng khá là ok, không có gì rớt ra cả. Tay thì nó vẫn yếu như là mọi con RG Sheet khác. Con Strike Gundam mà tốt nhất thì không chơi PG với Metal đúng không? Chơi Robot Damacy đi. Biên chế trên mặt của Crossbone nó chính là một cái sticker và nói thẳng ra là nó khá là dễ bị bung góc. Cách tốt nhất để các ông dán cái đó thì chắc là phải xài tới chai softer. Cái trải nghiệm chán nhất mà tôi từng build thì chắc là phải nói về cái đám HG ngày xưa của Daban Model. Nói thẳng ra là Daban mà làm HG thì chỉ có chừng thôi, chứ ráp thì ghê lắm. Con đắt nhất tôi sắp sửa mua thì chắc là con RG Phản. Con HG tâm đắc nhất thì tôi có HG Star Beast Strike, HG Gairel, HG Core Gundam nói chung và HG Shea Conta. Trường hợp mà con Gunpla bị lỏng mà tôi muốn gia cố thì tôi cứ xách các bộ frame của nó ra, tôi sơn lên một lượt là coi như là nó tự động cứng lại. Còn vệ sinh Gunpla thì đa phần là tôi nhúng thẳng vào nước, tại vì tôi sơn chứ tôi không có dán sticker nhiều cho lắm. Tôi không review con HG Barbatos là tại vì nó thẳng ra là ai cũng làm hết rồi. Và bọn HG IBO nói chung thì nó giống nhau đến cả là 90% rồi, chả khác cái gì ngoài bộ giáp cả. Cho nên là những con khác cũng tính như là review HG Barbatos rồi. Con MG Barbatos thì nói chung là khi nào hứng thì tôi sẽ mượn tôi làm thôi. Chứ hiện tại thì tôi có rất là nhiều con trong backlog mà tôi chưa review, cho nên là chắc là sắp tới sẽ chưa có MG Barbatos đâu. Tháng 5 sắp ra Metal Spirit, con đó tôi không quan tâm. Tôi không phải là fan EBO, tại vì cái bộ phim của nó cơ bản season 1 á, thì nó có tiềm năng là nó sẽ đến đâu. Nhưng mà qua đến season 2 thì nó từ phim Gundam thành phim tấu hài, cho nên là khá là đáng thất vọng. Cho nên là cái cảm giác trung hòa của season 1 với season 2 làm cho tôi có cảm giác như là nó tạo cảm giác bình bình ở giữa. Nói chung là tôi muốn quay nó đi luôn, chứ không hẳn là tôi ghét nó cho lắm. Ngày xưa tôi review nhiều về đám EBO là tại vì tôi mượn được cái đám EBO đó, và lúc mà tôi làm thì nó ra EBO nhiều, chứ không phải là tôi fan của dòng đó đâu. Vụ video bị mất thì tôi nói rồi, nó dính bản quyền cho nên là tôi gỡ, chừng nào rảnh với lại tôi sửa lại được cái video thì tôi sẽ up lên lại. Một vài tips sơn mà tôi có thể chia sẻ cho các ông trong cái kinh nghiệm sơn phết của tôi, đó chính là thứ nhất, chú ý về cái màu lót. Ở đây tôi chỉ nói về ATM thôi, chứ còn Gaia thì nói thẳng ra là nó rất là bao la. Xin kinh nghiệm thì nó cũng gọi là không thể nào chia sẻ hết trong một vài câu nói được. Khi mà sơn ATM thì công đa phần sẽ là sơn về Metallic. Và nếu như sơn Metallic thì cái công thức cơ bản nhất mà công sẽ làm đó chính là lót bạc, xong rồi lên màu candy. Nhưng mà không nhất thiết là công sẽ chỉ lót bạc xong rồi mới lên candy. Công có thể phối giữa màu bạc và màu gold. Theo như kinh nghiệm của tôi thì màu gold nó có thể được dùng để lót cho những cái màu nóng như là gam màu xanh đến gam màu đỏ. Nó sẽ tạo cái cảm giác hồng hào hơn và ấm hơn so với việc lót màu bạc, làm cho nó sẽ bị sẫm lại và nó có cảm giác lạnh lạnh cái màu đi. Còn những cái gam màu lạnh thì các ông cứ lót màu bạc bình thường. Và thậm chí là ngoài việc metallic ra, những cái màu cơ bản mà sơn bằng ATM thì nó cũng áp dụng công thức tương tự. Những cái gam màu mà nó lạnh thì các ông cứ lót màu đen. Còn những cái gam màu mà sáng như là màu đỏ thì các ông nên lót màu trắng để cho nó ánh cái màu của nó lên. Chứ còn riêng tôi thì lần trước tôi thử nghiệm là cái chai sơn màu đỏ tươi màu A211 của ATM, lúc mà sơn lót màu đen thì nó lại sẫm, trong khi đó màu trắng thì nó lại ánh lên khá là tốt. Nhưng mà những cái tôi nói nãy giờ là nó chỉ áp dụng với lại airbrush thôi. Chứ còn ông nào mà vẫn đang sơn bình thì tôi khuyên công là hãy xem cái video mà tôi nói về cái việc sơn AB, nên chuyển lên sơn AB thay vì là sơn bình.
Câu cuối cùng, ông có nghĩ review Gunpla là một niềm vui không? Cơ bản thì theo như cái góc nhìn của tôi thì tôi vẫn thấy nó khá là vui. Nhưng mà cái việc mà phải liên tục làm video để giữ cái nhịp độ một video một tuần thì nó lại là một cái thử thách hơn là một cái niềm vui. Nhưng mà tôi vẫn cố gắng làm, là tại vì càng làm nhiều thì tôi sẽ càng có được những cái trải nghiệm mới. Và chỉ có như thế mới tiến bộ được trong cái thời đại ngày nay thôi. Chứ còn ngồi không một chỗ thì chắc chắn là nó sẽ bị tụt hậu lại rồi. Và cơ bản đó là những cái câu hỏi mà tôi đã chọn lọc ra trong số những cái bình luận mà tôi chưa trả lời. Còn về cái con Dimosaurus này thì tôi thấy nó chơi vui vãi ra luôn á. Cái màu của nó thì hơi có vấn đề, tôi có sơn lại thành metallic rồi, nhưng mà lần đầu tiên trải nghiệm cái bộ động cơ bò này tôi thấy cũng khá là mắc cười, thậm chí là vui luôn á. Ông nào có điều kiện thì nên làm một con về cho nó bò quanh nhà cho vui. Cưng vãi nhái rồi luôn ấy.